bạn. Đây bãi ngoài trời có con này mới về nữa bạn. Con này con Yamaha mà nó bị cháy nữa bạn. Yamaha đồng hồ, không biết đồng hồ này để làm gì nữa, coi giờ quá, nó cháy. Này chắc cháy nhiễu xăng, cháy tan nát luôn, cháy cái bình ắc quy mà nó cháy cái này luôn. Này do chập điện quá. FZ. Đời này FZ quá. Quá trời. Bình xác hết luôn. Còn gì. Xe này cũng đi tour hay gì nè, có cái thùng quá trời lớn luôn. Gắn cái baga GV vô. Sườn đồ cháy đồ, cháy dữ rồi ta. Quá trời cháy rồi. Con này mới biết FZ thôi anh em coi kìa. Đi kiếm mâm ba đao mà kiểu này quay lên rồi thấy anh em thấy anh em vô lút hết trơn luôn, tới hồi em đi mua không có luôn. Lỡ quay lên rồi cho anh em xem anh em mua không chừa em gì luôn. Chết là em luôn rồi. Chết luôn, kiểu này chết luôn rồi. Mốt quay phải giấu lại bớt mới được. Mâm ba đao lút không còn một cặp nào luôn. Đây còn cặp nè. À còn cặp. Cảm ơn anh em. Mới nói anh em lút hết rồi thương tình chừa lại em cặp. Cặp đa xin. Rồi ok. Vậy là cũng mừng rồi quý rồi. Này dám đây tuốt này không ai thấy hay gì mới còn á. Rồi em xem quá chừng luôn. Ngon lành, chuẩn chỉ luôn. Rồi đây còn 5 cây không à. Bữa hổm 4-5 cặp luôn. 4-5 cặp 3 cây luôn. Lúa hết trơn luôn. Buồn dễ sợ luôn. Ủa em nhớ đây bạn, nhiều lắm bạn ơi, xe ở đây là em đang đứng trên cái bãi xe luôn nè, đứng trên mấy con xe luôn nữa bạn. Em đang đứng trên bãi xe mà mới quay qua thấy cặp mâm Excel, Excel tàu nữa bạn, Excel Rossi, Excel tàu, Excel tàu anh Dũng ơi. Đó giờ anh Dũng gặp Excel Honda chứ anh Dũng. Thấy Excel mừng lắm, giờ em tưởng là Excel Honda gì, Excel tàu. Đau đớn. Alac nữa bạn. Alac 110. Novo thì thôi đầy rẫy luôn. Novo là bây giờ cái thứ xe mà nó rẻ nhất. Từ đồ đạc cho tới máy móc. Giờ nó quá trời, ê hề trời đất nha. Rồi. Rồi mấy em nhỏ nào thích đi xe điện, có xe điện luôn nè. Lên mua xe xác về độ. Này xác xe còn bánh sau nè. Còn motor nè. Bình bọng thì bị lút hết rồi. Xe này sườn sắt chứ không phải sườn nhôm. Rồi ok, bữa anh nào kêu quay Sita 110 nè. Có Sita 110 luôn. Trong là chiếc Sanda hay gì. Sita 110 đây. Còn máy nè. Bình xăng con thì mất rồi, thay rồi. Đây là gì đây. Quay nhỏ, quay tàu, lồng sắt. Đa văng. Đây đa văng nữa nè. Mấy xe đa văng này chứ máy xài ngon lắm nè bạn. Máy êm lắm. Suzuki Smart. Đời này là 2.2, 2.3. Cây bô này anh em về chế vô quay nhỏ gắn là chạy là bao tiếng hay luôn. Biết nào hư nổi. Cây bô đẹp. Nè, mấy cái xe màu vàng đó bữa hôm em đẩy vô em để dành cặp mâm anh em nào chơi lút mất của em luôn à. Lút mất cặp mâm của con nhỏ luôn. Mày, bông mai mãi la. Rồi. Xe này thì bán đồ, bán phụ tùng, bán thoải mái luôn các bạn.
Vô đây là bạn hỏi gì là người ta bán cái đó à. Bô tàu, bô vi đê tàu. Rồi bên đây là mâm nè, mâm bán nè các bạn. Mâm nè. Máy này thì xe Tsushima, xe Kawasaki Mark Trung Quốc. Đồ 4 Ultimo Lumia. Đủ thứ hết. NG50 nữa nè. Máy NG50 này về bỏ vô mấy chiếc cúp 50 là thầy luôn các bạn. Tuy là nó lồng sắt. Trái nó tay nhỏ nhưng mà nó được cái ít hao xăng cực kỳ luôn. Anh em đổ 1 lít đi cả tuần cả tháng luôn á. Tôi đi 1 vòng cà phê á. Xe này ít ăn xăng lắm các bạn. Phế liệu và xe phế liệu anh em mua gì bán đó. Rồi, còn đây mấy xe nữa. Xe này đa số tan nát đời qua không à. Không còn đời. Không có còn đời hoa này, không có còn nở được luôn. Anh em vô mua gì người ta bán cái đó à. Nói thẳng ra vậy đi. Giờ xe này có giấy hay không giấy gì cũng lột đồ bán hết trơn luôn các bạn. Đỡ không thận, đã phụ gì không? Con này là con Savi nữa bạn. Xăng đa chứ. Xăng đa nè. Xăng đa này là của xăng đa bót đó bạn. Của nhà máy Hà Tây, Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Tây các bạn. Hà Đông rồi còn Hà Tây nữa. Dung tích xi lanh là 97. Này sản xuất năm 2002. Xe này phế liệu. Anh em mua cục mấy cục xăng đa này về chạy biết nào hư nổi. Để em dựng lên em đạp máy thử. Ừ dạ. Thấy ngựa rồi. Rồi. Chắc dính rồi quá. Còn được. Máy êm lắm bạn. Máy êm khủng khiếp luôn. Trời. Thấy không? Nói rõ ràng không? Mấy máy xăng đa này êm lắm. Ngon lành. Chuẩn chỉ luôn. Phải nói chuẩn chỉ luôn. Rồi. Đây. Mấy anh này thì mấy anh chở đồ. Có cái cục gù nè. Này máy extra. Extra thì còn được bộ điện. Bộ điện. Rồi, ok. Thấy rồi. Ngon lành. Vậy xe hả? Ơi coi chừng lấy chiếc xe của con luôn à chú. Vậy hả? Coi chừng ổng lên xe của con luôn á nha. Nhét vô cỡ nào cũng vừa hết. Ông xe đâu có áo, này chơi áo không à. Alac nè bạn. Alac này không biết Alac Việt hay Thái nữa. Quá chừng. Rồi. Ok. Anh em có cần gì thì ghé đây nha. Địa chỉ thì nãy nói rồi. Địa chỉ đây thì đối diện Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Bãi của chú Đồng. Rồi ok. Cảm ơn. Rồi bạn, em chuẩn bị về con EZ. Nè, EZ này nha. Chuẩn bị nhờ em nó rã con EZ. Đây, máy đây. Đó, em ru luôn. Rồi. Máy 110 đàng hoàng. Đây nè. 108 đàng hoàng nha. Đầu nhôm. Rã lấy đủ combo cho anh luôn nha. Lọc gió, đồ IC, sạc với lại mũ pin, đồ có chung là cái gì dính vô cái máy lút hết cho anh luôn. Rồi ok. Đây còn mấy con ếch que em mà ếch que em lồng sắt các bạn. Ếch que em lồng sắt. Nè. Lồng sắt mà đi bánh thầu nữa. Bánh này là đặc biệt là ở ngoài miền ngoài mới có các bạn. Miền ngoài người ta mới chơi loại bánh này. Bánh này chắc xài chắc biết nào hư thôi. Bánh này xài xài khi nào cái xe dục luôn, cái bánh mâm còn nguyên nè. Đó. Này mà anh em về có xe thầu hàng á, chở rau chở đồ á, gắn vô là hết bài luôn. Còn đây mấy con Elegant 2, Elegant 2 đa số là 100 phân khối không bạn. Không có 110, Elegant 2 là 100 phân khối mà. Có con lồng sắt. Lồng sắt là đầu lồng ống hơi. Ít của em. Còn đây là mấy con
rim quay nhiều lắm, ở đây mới về nữa nè. Magic nữa nè bạn, Magic này ai xài phuộc Magic nè, phuộc sao nè, Magic phuộc sao đã lắm bạn, chở đồ là thầy luôn. Bữa nào có gặp phuộc Magic này rã anh một hai cặp thử, để dành cho anh một cặp hai cặp tại vì anh chở, để anh chở đồ rồi trải nghiệm, để thiệt mà gắn trải nghiệm. Đây mấy con này thì su Smart Revo nữa bạn, lâu lắm mới thấy loại này nè, Smart Revo nè, lúc trước nhiều lúc này ít rồi. Cái phuộc Revo này, phuộc Smart này cũng ngon lắm nữa bạn, với lại cái phuộc sức gân á cũng ngon lắm, mà sức gân giờ không thấy, lấy cho anh cốt bao giờ luôn nha, cốt ốc đồ luôn nha. Ừ coi trời, có chuẩn bị cái bịch luôn hả, ghê dữ vậy ta, dịch vụ càng ngày càng tốt nha. Đó. Cái bô này bô gì vậy ta? Trời ơi cái bô. Rồi bô này hư rồi. Bô 5VT hư rồi. Đây còn mấy con xe ở đâu? Trời cú lỉ cú la. Mấy con xe này là từ lúc mà cái bãi ông Đồng mà còn ở trên kia kìa. Còn ở trên cây xăng đó trển á. Mà xuống tới đây là 4 5 năm nay rồi mà cũng chưa có rã ra nữa. Trời ơi mấy chiếc bonus. Cái bonus này hồi lúc trước là nằm trong cái miễu. Đem về đây vẫn còn đây. Không ai rã hết, làm biếng. Với lại để như vậy nó còn đồ bán mà rã ra nó lạc đồ. Nên là mấy ông để vậy luôn. Bonus với chiếc này, chiếc GL 125 của Trung Quốc nội địa. Anger quá trời luôn nè. Anger mịt mùng luôn, Smart mịt mùng luôn. Honda Tàu, Ultimo. Rồi. Ok. Ad 3-4 con luôn, Ad có giấy không giấy gì tùm lum hết. Bán rồi nữa. Ủa ai ghi? Bán rồi luôn rồi, cọc 5 xị luôn rồi. Bán rồi cọc 5 xị luôn. Dữ vậy ta. Bán rồi cọc 1 triệu. Bán rồi cọc 1 triệu. Ồ, 4-5 con này. À con này là con Extra nữa bạn. Con Extra nằm đằng kia kìa. Con này Extra nằm đằng nè. Rồi này đem lại đây bán rồi cọc 5 xị. Dữ thần vậy ta. Còn con này chưa có hồ sơ. Đi tham quan hồi cây, chiếc Rim Thái bán chưa ta? Để coi trên Yên mà có ghi bán rồi là hồ sơ banh đó, trời ơi. Hồ sơ banh đau đớn. Gì? Có rồi. Rim Thái bán luôn rồi. Rim Thái bán rồi. Extra đẩy lên kia rồi, Rim Thái bán rồi luôn rồi. Hay vậy ta. Rồi. Ok. Chiếc Rim Thái bán rồi, chiếc Rim Thái bán mất rồi. Rồi ok. Cho anh em xem mấy chiếc này. Chút qua anh kia có chiếc phế liệu Win phế liệu nè. Win này Win Detect hay gì ta? Win Detect luôn. Rồi,